Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp mới nhất trên kênh 7 News. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vượt ẩu bất chấp, chủ nhân chiếc Honda Accord phải trả giá đắt. Vào gần cuối năm, mật độ giao thông càng đông đúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc thiếu kiên nhẫn trong dòng xe dày đặc đã khiến chủ nhân chiếc Honda Accord này phải trả giá đắt. Sự việc sau được ghi lại hoàn toàn bằng camera hành trình tại thành phố Fayetteville, bang North Carolina, Mỹ. Khi di chuyển trên đường, chủ nhân chiếc Honda Accord liên tục chạy với tốc độ cao, đánh lái chuyển làn mà không sử dụng đèn tín hiệu. Thậm chí khi bị chặn bởi hai xe container ở phía trước, chiếc sedan này liên tục tìm cách vượt ẩu, bất chấp bằng làn dừng khẩn cấp. Trong một tình huống vượt bên phải, chiếc Honda Accord bất ngờ chệch hướng ra khỏi mặt đường bằng phẳng. Người lái bị bất ngờ và vội đánh lái sang trái. Phần đuôi xe bị văng xa hơn về phía bên trái, khiến chiếc xe lao thẳng ra khỏi con đường. May mắn chiếc sedan này không va chạm trực diện với bất kỳ vật thể nào khác. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khoang động cơ của chiếc Honda Accord bất ngờ có khói bốc ra. Đồng thời, chiếc xe để lại một vệt dầu dài trên mặt đường và phải dừng lại. Rất có thể trong tình huống mất lái ở trên, phần gầm của xe đã bị tác động, khiến bình dầu bị rò rỉ. Sau tình huống trên, chủ nhân chiếc xe chắc chắn sẽ tốn chi phí không nhỏ để sửa chữa cho sai lầm này. Honda Accord đời 2008 có mức giá bán lại dao động từ 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ tại Mỹ, tùy theo năm sản xuất và tình trạng xe. Tại Việt Nam, mẫu xe này đang được rao bán với mức giá hơn 300 triệu đồng. Vụ cháy chợ Khe Tre, tiểu thương khóc nhìn hàng hóa bị thiêu rụi. Sáng ngày 3 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra tại chợ Khe Tre, chợ trung tâm huyện Nam Đông. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang đến hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 3 tháng 12. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên trong chợ Khe Tre, sau đó lan nhanh sang nhiều gian hàng. Một số tiểu thương phát hiện vụ hỏa hoạn nên đã cấp báo đến chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, do chợ có nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu chợ, cột khói bốc lên cao. Nhiều tiểu thương đứng khóc nhìn hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi. Một số người dân đã giúp các tiểu thương cứu hàng hóa khỏi vụ cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương phối hợp chữa cháy. Tuy nhiên, do đường xa, trời mưa to nên khoảng gần một tiếng sau, lực lượng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường vụ hỏa hoạn. Đến hơn 6 giờ 45 phút cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng chưa thể thống kê được hết các thiệt hại. Tuy nhiên, nhận định thiệt hại do vụ cháy sẽ lớn do là thời điểm cuối năm, các tiểu thương lấy hàng về buôn bán. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đã và đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Book được căn phòng giá rẻ, thanh niên bất ngờ được tặng combo tấm tiền miễn phí. Mới đây, một thanh niên đã book được căn phòng với tiêu chí giá cả phải chăng, tiện nghi đầy đủ. Mặc dù không có view triệu đô như các video trên mạng, nhưng khách sạn cam kết sẽ có hàng tặng kèm. Hỏi rõ đó là gì thì chỉ nghe lễ tân nói, bí mật. Yên chí nhận căn phòng yêu thương, chàng trai nằm ngủ một giấc thì bất giác thấy lạnh lạnh đôi bàn chân. Thậm chí còn bị ướt như mưa rơi vào người. Tưởng đâu đang ngủ mơ, thanh niên liền bật dậy thì tá hỏa. Đó thực sự là căn phòng của anh đang được tấm tiền theo đúng nghĩa đen. Từ đoạn clip quay lại có thể thấy, căn phòng nhỏ đã bị ướt sũng, nước linh láng khắp từ trên sàn, cứ thể như đang bị một trận lũ càn quét qua. Từ chăn ga gối nệm cho đến toàn bộ cơ thể của nam thanh niên, không tìm thấy một chỗ nào còn khô ráo. Trước cảnh tượng dở khóc dở cười này, thanh niên chỉ biết gọi lễ tân, rồi sau đó cầm điện thoại quay video để đăng lên mạng xã hội cho quên cơn sầu. Được biết nguyên nhân ra nông nổi này đó là bởi sự cố từ hệ thống phòng cháy chữa cháy. Dường như trước đó thanh niên đã hút thuốc, do khói bốc lên nên đã kích hoạt thiết bị chữa cháy, làm nước phun ra không ngừng. Vô tình thay, biến căn phòng thành phòng dành cho những kẻ thất tình. Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi dựa giải phân cách cứng. Thông tin ban đầu khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 12, người dân phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long phát hiện một người đàn ông trong tư thế ngồi dựa vào giải phân cách trên quốc lộ 18. Đầu và tay nạn nhân có nhiều máu. Tại hiện trường ở đoạn giải phân cách cứng trên quốc lộ 18, cách nơi nạn nhân tử vong có một vết xước.
chiếc xe máy do nạn nhân điều khiển được dựng cách nơi nạn nhân tử vong chừng 2 mét. Theo thông tin của gia đình thì nạn nhân tên Khánh, sinh năm 1954, trú thành phố Cẩm Phả. Nạn nhân đang nằm điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Hạ Long. Ngày 2 tháng 12, nạn nhân đã về nhà vì có việc cần giải quyết. Hiện cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định. Lò hỏa táng Nhật Bản bán lại tro cốt của người quá cố, kiếm hơn 7 tỷ đồng. Nhà hỏa táng thành phố Tokushima, tỉnh Tokushima, Nhật Bản đã bán lại tro cốt không có người thân thích kể từ năm 2019. Trên thực tế, vì những món đồ có giá trị như răng giả làm bằng vàng, bạc thường lẫn trong tro sau khi hỏa táng, nên họ có thể tìm thấy và bán lại chúng. Chính quyền thành phố Tokushima cho biết, ban đầu những tro cốt không có người thân đến nhận, được xử lý ở nhà hỏa táng thành phố, đều được giao cho những người điều hành nhà hỏa táng hoàn toàn miễn phí. Nhưng kể từ năm 2019, đối với những tro cốt không có người đến nhận, chính quyền thành phố không tiếp tục trao quyền xử lý cho những người điều hành, mà thay vào đó được bán ra bên ngoài thông qua hình thức đấu thầu. Các nhà thầu có thể tìm thấy những kim loại quý lẫn trong tro cốt và đổi thành tiền sau khi lấy được chúng. Trong 4 năm kể từ 2019 đến năm 2022, doanh thu từ việc bán tro cốt tại nhà hỏa táng thành phố Tokushima lên tới 43 triệu yên, hơn 7,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho mục đích vận hành, nâng cấp lò hỏa táng. Về vấn đề này, chính quyền thành phố cũng cho biết thêm, người trúng thầu sau khi đã lấy được những kim loại quý ra khỏi tro cốt người đã khuất, buộc phải đưa phần tro cốt còn lại vào đền chùa và cung cấp bằng chứng về quá trình thực hiện. Nhiều người dân trong thành phố tỏ ý đồng thuận bởi có thể tận dụng những thứ tưởng chừng không còn giá trị vào những việc có ích hơn. Ngày 4 tháng 12, mưa lớn ở miền Trung giảm dần. Đêm qua và sáng sớm ngày 3 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, phía Nam Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo từ ngày 4 tháng 12, mưa lớn ở miền Trung giảm dần. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bắc Bình Thuận có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ tối qua đến 7 giờ sáng nay có nơi trên 140mm, đơn cử như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 108,6mm, Ba Điện, Quảng Ngãi 142,8mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực tại các tỉnh nêu trên bị ngập lụt cục bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, mưa vừa mưa to ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận vẫn tiếp diễn. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Tuy nhiên, từ đêm nay, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Với diễn biến của mưa lớn còn xảy ra trong ngày 3 tháng 12, Cơ quan Khí tượng Quốc gia khuyến cáo các khu vực bị ảnh hưởng nêu trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ngoài ra, các địa phương cũng cần đề phòng ngập úng tại các diện tích lúa, hoa màu, tại các khu vực trũng, thấp. Cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một khoảng thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo. Dựng lên thầy cúng cao tay để chiếm đoạt tiền tỷ. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, năm 2015, Vũ Đức Hiệp là nhân viên trình dược, thường xuyên đến cửa hàng thuốc tân dược nhà chị Hằng giới thiệu các sản phẩm thuốc tân dược. Qua giới thiệu, nói chuyện, Hiệp và chị Hằng nảy sinh tình cảm. Thấy chị Hằng là người mê tín, còn hay ốm đau, Hiệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị này với thủ đoạn dựng lên một bà lang thầy cúng cao tay ở thành phố Hà Nội, không có thật, và nói dối chị Hằng muốn con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, làm ăn thuận lợi. Hằng nên nhờ bà lang cúng lễ giúp. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 22 tháng 3 năm 2021, Hiệp đã thực hiện 74 lần chiếm đoạt của chị Hằng, cụ thể hơn 1,7 tỷ đồng để lập đàn, cúng lễ cầu sức khỏe, bình an cho gia đình chị Hằng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hiệp sử dụng vào việc trả nợ, xây nhà và chi tiêu cá nhân hết, dẫn đến không có khả năng hoàn trả. Xử sơ thẩm hồi tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh xử phạt Hiệp 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, chị Hằng kháng cáo. Xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội,
việc tòa án cấp sơ thẩm đã kết án hiệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện, tại cơ quan điều tra, chị Hằng đã nộp giấy xác nhận nợ, ghi ngày 9 tháng 7 năm 2021, có nội dung Hiệp xác nhận cầm của chị Hằng 10 tỷ đồng do chính Hiệp viết. Hiệp cũng có lời khai xác nhận nội dung này trong quá trình điều tra, nhưng chưa được điều tra làm rõ cụ thể để xác định toàn bộ số tiền là do bị cáo Hiệp dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của chị Hằng hay có những khoản nào là quan hệ dân sự. Từ đó mới xác định đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của Hiệp về trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm bồi thường đối với khoản tiền 10 tỷ đồng này. Giở trò đồi bại, tên hớt sắt bị tạt axit vào cổ quý. Chuyện xảy ra ở một làng quê nghèo ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, giữa anh Vĩ và chị Dung. Buổi tối, gió mùa thổi mát dịu, chị Dung đi qua nhà anh Vĩ, gọi anh ra ngõ và bất ngờ hất cả ca axit vào cổ quý của anh. Bà con làng xóm cho hay, anh Vĩ vốn là người háo sắc, lợi dụng việc hàng đêm đi tuần tra xung quanh ao cá nhà mình, rồi rọi đèn pin vào mặt những chị em phụ nữ đi ngang qua để dở thói sổ sàng. Có gia đình tan cửa nát nhà vì chồng nghi ngờ ngoại tình nhưng không bắt được quả tang. Chị Dung cùng xóm với anh Vĩ đã có chồng và một con, cũng có ao thả cá, nhưng nhà và ao ở tận rìa bờ sông. Lợi dụng việc chồng chị mới bị công an bắt giam vì liên quan đến việc đánh người gây thương tích, đêm khuya, Vĩ liền mò xuống tận nơi hai mẹ con chị Dung đang ngủ, làm trò dâm đảng. Rất căm phẫn nhưng sợ làng xóm biết được sẽ mang tiếng xấu, nên chị Dung đành cắn răng chịu đựng. Hôm ấy chị Dung quyết định mua 0,5 lít axit đặc, lấy cớ đi xin nước mưa nhà anh rể. Trên đường đi, chị rẽ ngang qua nhà Vĩ. Và chỉ chờ Vĩ ra, chị đã tạt cả ca axit vào đúng cổ quý của y. Kết cục là Vĩ bị thương tật 30%, phải chữa trị tại Bệnh viện Bỏng Trung ương. Âu cũng là bài học cho kẻ có thói dâm đảng, háo sắc như Vĩ. Tuy vậy, việc dùng axit để trả đũa của chị Dung cũng cần lên án và xử lý nghiêm. Lương bác sĩ chỉ bằng cử nhân học 4 năm, phụ cấp trực vỏn vẹn 25.000 đồng. Tham luận tại Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, ngành y tế là đoàn viên đặc biệt vì 500.000 đoàn viên cả nước, nhưng liên quan đến tính mạng của 100 triệu dân. Bà Bình nêu, nhân lực ngành y tế có trình độ và chất lượng lao động cao, để có chứng chỉ hành nghề và được đi làm tại các cơ sở y tế. Một bác sĩ phải mất 7,5 năm trong khi cử nhân chỉ học 4 năm. Tuy nhiên, khi ra trường tiền lương ngạch bậc các chế độ phụ cấp hưởng như nhau. Vì vậy, Chủ tịch Công đoàn Y tế đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh việc xếp lương khởi điểm đối với bác sĩ y học dự phòng sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh. Bên cạnh tiền lương, bà Bình cho rằng phụ cấp trực, phụ cấp ưu đãi nghề, thâm niên nghề cần được tính vào lương mới để đảm bảo các chế độ đặc thù ngành y tế được đãi ngộ đặc biệt theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Trao đổi về mức phụ cấp trực, Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết, hiện nay mức phụ cấp của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập quá thấp và không còn phù hợp. Cụ thể, phụ cấp trực ngày thường được hưởng chỉ 18.750 đồng một ngày, 16 trên 24 giờ và 25.000 đồng một ngày, trực 24 trên 24. Theo mức lương cơ sở áp dụng khi xây dựng năm 2011, chỉ 830.000 đồng. Các chế độ phụ cấp trực và ưu đãi nghề, thâm niên nghề cần được quy đổi để tính vào mức lương mới sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với ngành y tế. 22 năm mở rộng không xong 600 mét đường. Tháng 7 năm 2001, Thủ tướng có quyết định thu hồi hơn 87,3 hectare đất giao cho Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án khu đô thị phát triển An Phú, nay là Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm. Theo quy hoạch được phê duyệt, lộ giới đường Lương Đình Của được mở rộng lên 30 mét với 6 làn xe. Triển khai dự án đến nay hơn 22 năm, nhưng theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Công ty Thủ Thiêm chưa có kế hoạch thực hiện đầu tư mở rộng lộ giới đoạn Lương Đình Của. Dự án mở rộng đường Lương Đình Của có tổng chiều dài 2,3 km, hiện đã mở rộng 2/3, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng. Đoạn 600 mét chưa được mở rộng thành điểm nghẽn giao thông nhiều năm nay. Hàng ngày vào giờ cao điểm, xe cộ ùn ứ thành hàng dài tại đoạn này và nút giao An Phú.
Nguyên nhân dẫn đến việc này do hơn 22 năm qua, diện tích hơn 22.000 m² để mở rộng lộ giới đường chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng. Trách nhiệm phải thực hiện việc này được kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ra thuộc về công ty Thủ Thiêm. Để bảo đảm tính khả thi của dự án mở rộng lộ giới đường Lương Đình Của, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng kiến nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi quyết toán lại kinh phí với công ty Thủ Thiêm và các công ty chủ đầu tư dự án thành phần. Kiến nghị giao công ty Thủ Thiêm phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức để hoàn thành công tác bồi thường và hoàn trả kinh phí cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức. Kinh phí do các chủ đầu tư dự án thành phần đóng góp. Làm việc với các chủ đầu tư dự án thành phần để thống nhất kinh phí đóng góp. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.